Rồi xin chào các bạn ha. Thì đây mình có hai gốc mây gừng mua từ Ninh Thuận về nè các bạn. Toàn là cây rễ thôi các bạn. Một cây chân dài rồi một cây rễ rất là nhiều đó. Thì đây, thì xin chia sẻ với các bạn cái cách trồng cây mây gừng ha. Đây là khi mà người ta mà đem về cho mình đó các bạn, thì cái đầu này thì thường thường nó chặt lại là nó không có được gọn ha. Thì chúng ta gọt lại, chúng ta dùng cưa nè, chúng ta cưa vô một khoảng nữa và chúng ta gọt lại đó nè. Mấy cái này mình đã gọt lại cho nè đó. Thì đây là cái thùng chứa Atonit và cái cơm cát mình trộn chung với nhau để mình ngâm hay các bạn, ngâm những đầu rễ nè, tầm 3 tiếng thì mình sẽ đem đi trồng. Thì chắc trồng thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn luôn, đó là cái cát chấu và sơ dừa tỷ lệ 1:1. Chúng ta phải đem cát vô nhiều thôi các bạn, tại vì đây là những cái mai gừng thì chúng ta nuôi nó một thời gian để cho nó ổn định bộ rễ, thì chúng ta mới tiến hành, chúng ta có thể trồng những cái loại phân sơ dừa khác ha. Nè các bạn, đây nè, những cái đầu rễ rất là to nè, thì khi mình về mình phải gọt lại ha. Đó, đây là cái một bịch Atunis nè các bạn ha. Đây mình mới vừa bỏ nè, rồi mình cũng quay video để chia sẻ với các bạn luôn. Đây hai bịch ha, một bịch Atunis và một bịch cơm cát đây, để chia sẻ cho các bạn đó. Thì mình pha hai chung này tầm khoảng chừng 10 lít nước để mình ngâm ha. Thì chúng ta chỉ ngâm, tại vì cái rễ nó bự quá các bạn ơi, không có thùng nào chừa cho, chúng ta phải để ra ngoài luôn, rồi lâu lâu mình tưới cái nước lên để cho nó thấm tầm 3 tiếng. Mấy các bạn, thì đây là những cái gốc mây rừng của Ninh Thuận, lá giống như lá mai mình hả các bạn, tại vì lúc trước mình cũng đã có một cây rồi, đang sống rất là khỏe ha các bạn. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình quay cái cây mà mai rừng để cho các bạn xem ha. Mai rừng lúc trước mình nè các bạn, đây năm này ha các bạn, cắt lại nè, rồi nè đây nè, lá thì cái này nó lá khác hơn ha, nó giống như cái lá cành na vậy các bạn đó. Đây nè cái mai rừng ha, các chồng thì mình đã thường lại thường chậu rồi bao gồm sơ dừa với cát nè các bạn. Đây là cái mai gừng nè. Rồi thì trở lại cái vấn đề lời đề chính hôm nay, thì mình lưu ý với các bạn ha. Thì đối với cái đầu rễ khi mà về á, thường thường ở cái chỗ mà người ta khai thác về các bạn, thì người ta sẽ không có chặt được, chặt xéo hoặc là gì đó nó hơi bị dập, thì chúng ta về nên dùng cái cưa cưa ngang, và chúng ta dùng cái ke cái dao nè, dao gọt giấy của mình á, cái loại mà nó bén thì bén á, chúng ta gọt lại để tránh cái tình trạng cây nó bị dập hay các bạn. Cái đầu rễ như thế này thì ok ha. Đó, rễ nào mình cũng phải sẽ cắt lại ở trên đó. Đó các bạn thấy không, chúng ta nên cắt những cái đầu rễ như thế này nè cho nó láng. Mai này thì nó mai gừng cái da của nó màu đỏ các bạn, màu đỏ huyết, nhìn nó rất cũng là rất là đẹp đó. Mấy gốc này to to không nha các bạn, hoành khoảng 40-50 trở lên không ha, tại trong video thì có thể các bạn không có thấy nó rõ đó. Thì cái thùng bê này là thùng 80 lít mà chứa không nổi rồi các bạn. Đó. Thì mình hạn chế cái lượng nước vô để tăng cái thuốc lên ha. Lúc nãy mình cũng đã tưới lên hết trơn đó các bạn, mới vừa tưới lâu lâu khoảng chừng 50 phút cái mình tưới lên. Cái này phải không có cái chứa đủ nó thì mình phải chịu cực mình tưới như vậy các bạn ơi, miễn sao cây mình nó khỏe mạnh là ok. Rồi thì đây là cái chia sẻ về hai gốc mây gừng và trồng cái cây mây gừng nha các bạn, để cho các bạn được biết. Thì cái chắc có thể là trong cái trồng này mình không có chia sẻ với các bạn được, tại chắc cái này trồng cũng khá là lâu, các bạn phải tìm thêm cái chậu nữa cho nên nó rất mất nhiều thời gian. Bây giờ mình chỉ ngâm này để chia sẻ, thì mình cũng sẽ nói trong cái video này luôn. Thì đối với chắc trồng chúng ta pha cát nè, sơ dừa với chấu ha. Đó rồi thì cái hai cái mà những cái nước trong đây là các bạn, thì chúng ta có thể dùng, chúng ta tưới cho cái khi mà chúng ta trồng chất trồng vô thì chúng ta tưới cho cây luôn ha, để đảm bảo cho cây mai nó phát triển mạnh. Thì mình thích cái sưu tầm bộ rễ chơi hơn các bạn ơi. Đây là chân rất là dài nha các bạn, cây này chân rất là dài nè, tầm xuống tầm khoảng chắc mình nghĩ trong khoảng thước mấy á.
Thì nữa mình sẽ tiến hành mình mua cái loại nước mà vô dịch truyền cây các bạn, mình sẽ truyền vô luôn. Thì mình cũng đã đặt đơn rồi các bạn. Thì nào giờ thì mình trồng chắc cả mai tới rồi, thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình truyền dịch cho cây. Nếu mà truyền dịch cây thì mình có thể là làm video chia sẻ với các bạn ha. Thì đây là cách ngâm cái cây mai gừng trước khi trồng. Hy vọng video này có thể gửi đến tất cả các anh em nào mà đang sở hữu và có dự định mua cây mai thì có thể là xem video này để chúng ta có thể biết cách chúng ta trồng cây mai chúng ta được tốt hơn ha. Rồi, lời nói cuối cùng thì xin chào tất cả các bạn, hy vọng video này thì nó sẽ bổ ích đến tất cả các anh em nào chưa có kinh nghiệm hoặc là muốn sở hữu một cái gốc mai gừng để chơi ha. Thì mai gừng này ghép mai vàng mình bình thường ha các bạn, chủ yếu để làm gốc ghép thôi, hoặc là chơi nguyên thủy luôn cũng được.